Chào mừng các bạn đến với phần 3, phần kết thúc bài đánh giá so sánh giữa hai mẫu xe Hyundai Accent phiên bản 1.4 lít xăng đặc biệt 2020 và chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5G 2020. Lý do chúng tôi làm video này là bởi vì có rất nhiều những comment bình luận ở phần 1 chia sẻ rất nhiều những cái quan điểm cá nhân, và chúng tôi nghĩ rằng nên làm video cuối cùng trong series này để đúc kết lại những ưu nhược điểm của hai mẫu xe này. Và trước tiên để đến với video thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Auto Việt Nam nhé. Đầu tiên tôi sẽ chia sẻ cho các bạn đó là tổng quan thiết kế về ngoại thất xe. Đối với tôi thì ngoại thất xe nó giống như cái việc chúng ta đi trên đường và bắt gặp một cô gái rất là xinh đẹp. Chưa cần biết cô gái đó ra sao, nhưng trước tiên cứ có ngoại hình đẹp là ok rồi. Đối với nhiều người trẻ thì chiếc xe Hyundai Accent nó chiếm cảm tình nhiều hơn so với chiếc xe Toyota Vios ở phong cách thiết kế bên ngoài. Điều này cũng rất dễ hiểu thôi, nếu như các bạn đặt hai mẫu xe này cạnh nhau và hỏi 10 người trẻ có độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi, các bạn sẽ nhận lại được một câu trả lời đa số nghiêng về Hyundai Accent. Người Hàn Quốc họ luôn luôn có xu thế thiết kế ra những mẫu sản phẩm nào đó ưu tiên đầu tiên trên hết đó là phải có mẫu mã bên ngoài bắt mắt và mới mẻ. Còn chất lượng sản phẩm thì tạm thời chúng ta chưa cần bình xét vội. Những chiếc xe của Hàn Quốc cũng vậy, nó có một cái phong cách thiết kế rất đột phá, nhiều nét trẻ trung. Chúng ta còn phải thừa nhận rằng là Hàn Quốc là kinh đô thời trang của châu Á. Còn nói về ngoại hình của chiếc xe Toyota Vios thì tôi cho rằng điểm mạnh của chiếc xe này đó là một trong những cái triết lý thiết kế rất đơn giản. Bởi lẽ vậy nên cũng có rất nhiều những người yêu thích cái điều đó. Đặc biệt là các bác trai, bác gái có độ tuổi trung niên khoảng tầm từ 45 đến 60 tuổi. Và có một điều mà tôi nghĩ rằng và tôi cũng nên đồng ý với cái nhận định đó, đó là những khách hàng ngoài tiền lẻ, nếu như lần đầu tiên mua xe ô tô khoảng tầm 600 triệu đổ xuống thì sẽ có xu hướng lựa chọn chung hướng đến những thương hiệu Nhật Bản, đặc biệt là chiếc xe Toyota Vios. Bởi vì đơn giản là chiếc xe này nó đã được tin dùng rất lâu rồi, và chúng ta cũng nên biết rằng là mẫu xe Toyota Vios ở những phiên bản thiếu thì mẫu xe này còn được lựa chọn để sử dụng vào mục đích chạy dịch vụ. Minh chứng với các bạn đó là ở phần 2 thì chúng tôi đã phải thuê chiếc xe Toyota Vios phiên bản G màu đen để ghi hình. Sau đó thì chúng tôi cũng có hỏi bác chủ xe là tại sao lại lựa chọn Toyota Vios làm cho thuê xe tự lái mà không phải là Hyundai Accent. Thì bác ý cũng trả lời một cách rất là đơn giản, đó là ít hỏng vặt, tiết kiệm và mai sau bán đi thì không mất giá. Và chắc chắn đó cũng là một trong những cái câu trả lời của những người lần đầu mua xe. Và cá nhân tôi thì tôi cũng dám cá chắc chắn với các bạn rằng là những ai có ý định mua chiếc xe Toyota Vios sẽ đều có suy nghĩ liên quan đến ba từ trên: ít hỏng vặt, tiết kiệm và mai sau bán đi thì không mất giá. Nhưng tôi phải công nhận rằng chỉ đúng được một phần nào đó thôi. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của mẫu xe này và phụ tùng rẻ, dễ thay thế và luôn luôn có sẵn, tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc. Còn lại thì ít hỏng vặt và bán đi không mất giá thì có vẻ như tính từ đó nó không phù hợp ở năm 2020 nữa, khi mà Toyota Vios nó đã có rất nhiều thứ để hỏng rồi. Ví dụ như camera lùi, cảm biến trước và sau, màn hình 7 inch hay là điều hòa tự động. Xe cũ thì bây giờ gần như là bạt ngàn ở ngoài chợ, và các bạn cứ thử đi một vòng Dương Đình Nghệ, Nguyễn Văn Cừ hay là đường Phạm Hùng thì các bạn sẽ biết ngay. Thậm chí có những người đăng ký xe xong chỉ đi được khoảng tầm 1 đến 2 tháng đầu bán đi là mất cả trăm triệu rồi. Còn về kích thước tổng thể, chiều dài, chiều rộng, chiều cao thì gần như hai mẫu xe này đều tương đương nhau. Trọng lượng không tải của Hyundai Accent đang nặng hơn khoảng tầm 50kg. Và những con số thì chúng tôi sẽ đặt ngay bên trên màn hình để các bạn có thể là so sánh một lần nữa đối với hai mẫu xe này. Còn vấn đề thứ hai đó là những cái trang thiết bị liệt kê ở phần phía bên ngoài ngoại thất xe. Sau đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên đó là ở phần đầu xe. Hai chiếc xe này đều được trang bị đèn pha bi halogen và giải đèn LED định vị vào ban ngày. Dẫu vậy thì ở phần phía bên dưới thì Hyundai Accent được trang bị một cái cụm đèn sương mù dạng projector. Còn đối với Toyota Vios thì cụm đèn sương mù chỉ được sử dụng dạng bóng đèn halogen chóa sáng phản xạ mà thôi. Tuy nhiên ở phía bên dưới cản ba đợt sốc của Toyota Vios 2020 lại có thêm những cái con cảm biến cảnh báo va chạm ở phía trước. Còn đối với Hyundai Accent thì lại không có. Đến phần thân xe thì hai mẫu xe đều được trang bị một cái phần gương, chi tiết gương có khả năng gập điện, chỉnh điện và có tích hợp báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên thì Hyundai Accent lại được trang bị thêm những cái phần chi tiết nẹp chân kính bằng mạ chrome, trông rất lịch sự. Trong khi đó thì Toyota Vios chỉ được sử dụng bằng gioăng cao su đen mà thôi. Giờ phía bên dưới thì Hyundai Accent có một bộ la răng kích thước khoảng tầm 16 inch và sử dụng bản lốp đó là 195-65. Còn trong khi đó thì Toyota Vios thì được sử dụng một bộ la răng có kích thước là 15 inch và bản lốp là 185-60. Rõ ràng thì chiếc xe Toyota Vios ở phần này đã có một cái phần coi như là yếu thế hơn so với Hyundai Accent rồi.
Tiếp đến phần đuôi xe, Hyundai Accent có một cái phần cụm đèn hậu được sử dụng bằng LED với thiết kế 3D. Còn Toyota Vios thì chỉ được sử dụng cụm bóng đèn bằng halogen mà thôi. Điểm chung của hai mẫu xe này đều được trang bị cảm biến va chạm phía sau và camera lùi tích hợp màn hình ở phần phía bên trong, hiển thị phía bên trong xe. Tổng quan thiết kế ở phần nội thất xe thì đối với hàng ghế trước thì tôi phải công nhận là đối với Hyundai Accent thì nó dung hòa rất tốt ở hai yếu tố thiết kế bên trong và bên ngoài ngoại thất xe. Nó có một cái phong cách thiết kế nó rất là ăn nhập với nhau. Chúng ta có một chiếc xe với thiết kế trẻ trung và rất hiện đại ở phần phía bên ngoài ngoại thất xe rồi. Bên trong xe cũng vậy, các bạn sẽ có một không gian thiết kế rất là trẻ với phần vô lăng xe được sử dụng bằng da tông màu đen. Phần mặt đồng hồ táp lô thì được sử dụng dạng bán điện tử theo kiểu thể thao, ghế da với hai tông màu đen và xám. Tuy nhiên thì cảm nhận của tôi đối với phần ghế lái của Hyundai Accent lại được thiết kế nó khá là chìm theo cái khuynh hướng thể thao. Bởi lẽ vậy nên cái tầm nhìn quan sát và vị trí ngồi không được rộng rãi và thông thoáng như Toyota Vios. Còn đối với chiếc xe Toyota Vios thì cái phong cách thiết kế vẫn rất đơn giản, thực dụng và không quá cầu kỳ. Chủ yếu là đem lại cho người ngồi bên trong khoang cabin xe có được không gian dễ chịu, thoải mái. Với những cái vị trí ngồi rất là rộng, tầm nhìn quan sát rất là thoáng, hoàn toàn bên trong không gian nội thất bằng màu kem. Đối với hàng ghế sau thì đối với chiếc xe Toyota Vios và Hyundai Accent thì tôi phải công nhận rằng là Toyota Vios có một cái không gian ngồi rất rất thoải mái và rộng rãi hơn khá nhiều so với Hyundai Accent. Mặc dù Toyota Vios có chiều dài cơ sở thậm chí còn nhỏ hơn Hyundai Accent khoảng tầm 50mm, cụ thể đó là 2550mm. Trong khi đó thì Hyundai Accent có cái chiều dài cơ sở là 2600mm. Tuy nhiên rất đáng tiếc Toyota Vios có cái hàng ghế sau lại không được trang bị cửa gió điều hòa như Hyundai Accent. Tiếp theo đó là trang thiết bị về nội thất xe. Về trang thiết bị nội thất của hai xe thì đều được trang bị vô lăng này, cần số được bọc da mềm, có tích hợp nút bấm tiện ích như là tăng giảm âm lượng, cruise control, ghế bọc da, hệ thống điều hòa tự động, rồi chìa khóa thông minh, cửa từ xa, khởi động bằng nút bấm start top, màn hình cảm ứng 7 inch có kết nối với AUX, Bluetooth, Apple CarPlay và hộp để đồ vân vân. Riêng chiếc xe Hyundai Accent thì chỉ được kết nối với Apple CarPlay mà thôi. Tuy nhiên thì Hyundai có vẻ như phóng khoáng hơn khi trang bị thêm cho mẫu xe Accent này thêm những phần chi tiết cửa sổ trời này, màn hình cảm ứng 7 inch có tích hợp hệ thống AVN, bản đồ dẫn đường. Tiếp theo đó là tổng quan về trang bị an toàn ở trên xe. Thì hệ thống an toàn an ninh ở trên Toyota Vios phiên bản 1.5G gồm có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cân bằng điện tử VSM, hệ chìa khóa mã và hệ thống chống trộm Immobilize, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và được trang bị thêm 7 túi khí. Còn đối với Hyundai Accent thì bao gồm cũng có những cái trang thiết bị ở trên, tuy nhiên thì Hyundai Accent lại không được trang bị hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS và túi khí thì chỉ được trang bị là 6 túi khí mà thôi. Tổng quan về công suất xe thì đối với chiếc xe Toyota Vios thì được trang bị một cái khối động cơ 1.5 lít sản sinh ra 107 mã lực và có cái công suất tối đa moment xoắn là khoảng tầm 140 Newton kết hợp với một cái cụm hộp số vô cấp CVT. Trong khi đó thì Hyundai Accent sang đặc biệt được trang bị một cái khối động cơ Kappa 1.4 lít MPI sản sinh ra 100 mã lực và có cái công suất tối đa moment xoắn là khoảng tầm 132 Newton kết hợp với một cái cụm hộp số tự động 6 cấp. Ở trong khi đó thì di chuyển ở những giải vận tốc trung bình và thấp khoảng tầm 40, 50 đều chân ga thì hai mẫu xe này đều rất giống nhau. Tuy nhiên nếu như tăng tốc đột ngột ở những giải vận tốc khoảng tầm 40, 50, 60 thì chiếc xe Toyota Vios nó đem lại cho tôi một cái trải nghiệm êm ái hơn. Vì kết hợp với một cái cụm hộp số vô cấp CVT nên tôi cảm nhận được Vios nó đem lại một cái trải nghiệm thư giãn và động cơ cũng khá là êm, độ rung lắc thì thấp. Trong khi đó thì Hyundai Accent thì lại thể hiện một cái chiều ngược lại hoàn toàn. Khi tăng tốc đột ngột, vòng tua máy bất chợt đẩy lên cao khoảng tầm từ 4.000 vòng trên phút mới nhảy số, nên các bạn sẽ thấy nó sẽ hơi giật và lag. Tốc độ thì chưa thấy phản hồi ngay nếu như các bạn tăng tốc đột ngột như vậy ở những cái tình huống như tôi đã chia sẻ. Tiếng máy thì nghe rõ một một và nó cũng khá là đanh thép. Độ rung lắc của máy thì nhiều hơn so với Toyota Vios. Đó là bởi vì chiếc xe này được sử dụng một cái cụm hộp số 6 cấp nên nếu như là tăng tốc bất chợt thì các bạn sẽ không thể có một cái trải nghiệm thư giãn như chiếc xe Toyota Vios với một cái cụm hộp số vô cấp CVT được. Còn ngoài ra thì ra đến ngoài đường trường thì Hyundai Accent nó đem lại cho tôi một cái cảm giác nó khá là nhanh nhẹn và thanh thoát so với chiếc xe Toyota Vios khá nhiều. Ở những cái giải vận tốc khoảng tầm 60 km/h đạp sâu chân ga để tăng tốc lên khoảng 100 km/h, tôi thấy thì Hyundai Accent nó có một cái
một cái khả năng vận hành rất là bùng nổ và thể thao hơn so với Toyota Vios ở cái trạng thái là không tải và ở những cái tình huống đang chạy khoảng tầm 100 km, vượt qua những chiếc xe bên cạnh thì tôi cảm nhận được chiếc xe Hyundai Accent nó có một cái khả năng vượt xe nó dứt khoát hơn so với chiếc xe Toyota Vios. Mặc dù động cơ thì nhỏ hơn, tuy nhiên thì do kết hợp với một cái cụm số có cấp, bởi lẽ vậy nên nó đem lại cho tôi một cái cảm giác nó khá là dứt khoát khi tăng tốc ở những giải vận tốc cao. Không còn những cái cảm giác giữ tua, níu tua như là những giải vận tốc chậm ở trong đô thị nữa. Thì cuối cùng thì tôi kết luận rằng là ở đường trường Hyundai Accent nó có một cái khả năng tăng tốc nhanh hơn và thể thao hơn. Tuy nhiên thì ở bất kỳ cái tình huống nào khi mà tôi đạp sâu chân ga để tăng tốc lên đột ngột như vậy thì tôi cũng nghe được những cái tiếng động cơ nó rất là rõ ràng. Cảm giác độ rung của máy khi mà nó chuyển qua chân ga và tiếng máy thì cũng khá là đanh thép đối với cái khối động cơ 1.4 lít của Hyundai Accent. Còn đối với chiếc xe Toyota Vios khi mà chạy ở ngoài đường trường thì tôi phải nói rằng là nó vẫn giữ nguyên một cái khả năng vận hành giống y hệt so với cái trạng thái khi mà nó vận hành ở trong đô thị. Tăng tốc rất là êm, độ rung lắc của máy rất là thấp. Tuy nhiên thì nó cũng rất là từ từ và thong thả, như kiểu là chả đi đâu mà phải vội, không đem lại cảm xúc bùng nổ như là Hyundai Accent. Ở những giải vận tốc đều chân ga khoảng 100 km/h tăng tốc đột ngột để vượt xe thì tôi cảm thấy được cái khả năng vận hành của Toyota Vios nó không hề dứt khoát như là Hyundai Accent. Đó là một cái điểm yếu của hộp số vô cấp, nó đem lại chúng ta cảm giác hơi là nhàm chán. Chuyển sang hệ thống treo thì đối với hệ thống treo của chiếc xe Hyundai Accent thì thực sự nó cũng không khác gì mấy so với Toyota Vios. Hai mẫu xe này đều được trang bị một cái dạng hệ thống treo kiểu MacPherson ở phần phía đằng trước, dạng thanh dầm xoắn ở phần phía đằng sau. Bởi lẽ vậy nên là tôi cảm nhận được những cái cú thúc vào lưng khi mà đi qua những phần gờ giảm tốc ở trên đường thì nó sẽ cảm thấy nó tương đối là cứng và sóc. Tuy nhiên thì ở cái trạng thái đó là đủ tải, nếu như là với 5 vị trí ngồi trên xe và cốp sau có một chút đồ nữa thì hai mẫu xe này nó sẽ ổn hơn. Ở ngoài đường trường thì ở những giải vận tốc khoảng tầm 90-100 hoặc hơn một chút thì các bạn sẽ thấy là hai mẫu xe này nó bắt đầu có một cái cảm giác nó khá là bồng bềnh khi mà di chuyển ở cái trạng thái đó là không đủ tải, tức là khoảng tầm một người trên xe. Và nếu là full tải ít nhất khoảng tầm 3 người lớn ở trên xe thì khoang hành lý có một chút đồ nữa thì nó sẽ ok hơn đối với hai mẫu xe này. Tiếp theo đó là cái phần cảm giác lái thì Hyundai Accent thì nó cho tôi một cái cảm giác phần vô lăng nó đem lại một cái cảm giác tương đối là mềm mại và nhẹ. Độ dơ thì thấp hơn so với Vios. Cái khả năng tương tác với mặt đường khá là rõ ràng và chi tiết. Nhẹ ở đây thì tôi muốn nói đó là nó vừa đủ chứ không phải là nó nhẹ quá để chúng ta phải cảm thấy một cái cảm giác nó mộng mị. Còn đối với Toyota Vios thì tôi cảm nhận rằng cái mẫu vô lăng của chiếc xe này nặng hơn một chút so với Hyundai Accent, độ dơ thì lớn hơn. Nhưng quả thực thì bây giờ thì vô lăng của Toyota Vios nó đã thú vị hơn rất nhiều và nhiều cảm xúc hơn so với cái thời trước đây. Ở trong đô thị thì tôi cũng đánh giá hai mẫu vô lăng này nó đều có những cái hay riêng. Và ai thích nhẹ thì chúng ta lựa chọn Accent, còn ai thích nặng tay hơn một chút thì chúng ta chọn Vios. Còn lại thì để có một cái phần vô lăng cực kỳ hay thì nó không đến từ những cái mẫu xe bình dân. Ở ngoài đường trường thì Hyundai Accent nó bắt đầu nó có một cái phần vô lăng bắt đầu có độ lì, độ siết và có độ nặng tay. Nó cũng không còn nhẹ như ở cái trạng thái khi di chuyển ở trong đô thị. Tuy nhiên thì tôi vẫn cảm thấy nó khá là nhẹ so với chiếc xe Toyota Vios. Cái cảm giác tương tác với mặt đường nó rõ ràng hơn so với cái việc là đi trong đô thị. Và độ dơ cũng không còn lớn hơn như là chiếc xe Toyota Vios. Còn đối với chiếc xe Toyota Vios thì tôi cho rằng mẫu vô lăng của chiếc xe này nó thực sự chưa đem lại cảm giác thích thú như Hyundai Accent. Vẫn có độ nặng, có độ tương tác mặt đường cũng khá là tốt, nhưng cái độ dơ cũng khá là lớn. Bởi lẽ vậy nên Toyota Vios nó không thể đem lại cho tôi một cảm xúc khi cầm lái như mẫu xe Hyundai Accent được. Còn với cái khả năng cách âm chống ồn thì theo cảm nhận của tôi với những con số chúng tôi đã đo được đối với chiếc xe Toyota Vios thì mẫu xe này nó đang có một cái khả năng cách âm chống ồn kém hơn so với Hyundai Accent, đặc biệt là khi đi ở ngoài đường trường. Và ở những con số thì chúng tôi đã đo được và thu thập được, xin mời các bạn xem lại một lần nữa, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin trên màn hình. Kết luận Hyundai Accent 1.4 lít xăng đặc biệt về cái mức giá bán thì đang rẻ hơn khoảng tầm 30 triệu đồng so với chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5G. Về cái thiết kế ngoại thất thì tôi sẽ không bàn đến vì mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng về ngoại thất xe. Về cái trang bị bên ngoài thì Accent với Vios tương đương nhau. Accent có đèn sương mù Project nhưng lại không có cảm biến trước. Toyota Vios có đèn sương mù dạng halogen nhưng lại có cảm biến phía đằng trước.
Nội thất của Accent thì được trang bị nhiều hơn so với Vios, một vài chi tiết đó là cửa sổ trời, màn hình 7 inch, có khả năng hiển thị bản đồ vệ tinh, phông chữ của Việt Nam, có kết nối Apple CarPlay nhưng lại không có Android Auto, và hàng ghế sau thì có thêm cái cửa gió điều hòa. Vios thì nó có cái màn hình 7 inch nhưng lại có cả kết nối với Apple CarPlay và Android Auto nhưng lại không có bản đồ vệ tinh như là Hyundai Accent. Về không gian ở các vị trí ghế thì tôi cho rằng Toyota Vios nó có một cái thiết kế rộng rãi và thoải mái hơn so với Hyundai Accent. Hàng ghế sau thì nó có cả tựa để tay. Về trang bị an toàn thì Toyota Vios vượt trội hơn khi nó có hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS và có đến tới 7 túi khí. Trong khi đó thì Hyundai Accent thì yếu thế hơn một chút khi không được trang bị cái hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS và chỉ có 6 túi khí mà thôi. Về khả năng vận hành trong đô thị thì Toyota Vios êm hơn, đem lại cảm giác thư giãn hơn với cụm một số vô cấp CVT khi mà tăng tốc đột ngột. Trong khi đó thì Hyundai Accent thì nó hơi giật và ồn ào khi tăng tốc đột ngột. Ngoài đường trường thì Hyundai Accent thì nó có một cái khả năng vận hành mang nhiều cảm xúc thể thao và dứt khoát hơn Toyota Vios. Còn đối với cảm giác lái thì Accent nhẹ hơn Vios ở trong đô thị. Ở ngoài đường trường thì Accent lại có một cái cảm giác lái thể thao hơn so với chiếc xe Toyota Vios. Cuối cùng thì chúng tôi cho rằng là Hyundai Accent đúng là một trong những cái mẫu xe nó phù hợp với những cá nhân, với những gia đình có khoảng 4 thành viên, hai vợ chồng và hai con nhỏ, hoặc là anh chồng thường xuyên sử dụng xe đi công việc, đi công tác, gia đình trẻ với hai vợ chồng khoảng tầm độ tuổi khoảng 40 đổ xuống. Còn đối với Toyota Vios thì phục vụ được cả cá nhân và gia đình có khoảng 5 người, trong đó có khoảng tầm 3 người lớn, hai trẻ con, và sử dụng xe để đi công việc, đi công tác, có thể là cho thuê xe tự lái để chạy dịch vụ này. Gia đình có độ tuổi cao hơn thì những cái độ tuổi nó khoảng tầm từ 45 đến 60, những bác trai bác gái sử dụng những mẫu xe Toyota Vios nó sẽ phù hợp hơn. Và vừa rồi ấy, đó là cái bài đánh giá so sánh cuối cùng của hai mẫu xe Hyundai Accent và Toyota Vios, và đó là những cái trải nghiệm của cá nhân tôi khi mà cầm lái hai mẫu xe này. Các bạn nghĩ sao về cái khả năng vận hành của cái trang thiết bị nội và ngoại thất, những cái trang thiết bị tiện nghi hay là những trang thiết bị an toàn trên hai mẫu xe này, và mẫu xe nào thực sự là xứng đáng phù hợp với cái tiêu chí của chúng ta đề ra, thì các bạn hãy cho chúng tôi biết bằng comment ở phần phía bên dưới màn hình. Còn bây giờ thì xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.